Má bựa. Man, that's a dude, dog. Your little nasty ass ain't picky, is you? Mang cho đực nữa mới ghê chứ. Rồi, chụp vậy không đẹp, chụp vậy không đẹp. He ain't gonna be able to walk. Đó. 2, 3. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại channel mình Chris Devil Gamer. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chơi GTA 5 Part 4. Ok, như mình đã nói thì những cái nhân vật trong GTA á, nó luôn luôn hoạt động độc lập. Giống như là chúng ta chỉ cần bấm vô game thôi, chúng ta sẽ coi được nó đang làm cái gì. Michael, I'm looking through my appointment book and I don't see your name. Yeah, well, I'm more of a walk-in guy, Doc. You know that. Walk-ins are more expensive, but I'm always happy to accommodate. Sure, you'll accommodate me as long as I got money in my pocket, right? Hey, I'm in a bad way, Doc. I might come by soon. À, cái ông bác sĩ tâm lý mới vừa gọi cho mình, hỏi sao phải còn không có tới, không? Rồi, ở tập trước á, thì chúng ta đã làm gì ta? À, quên mẹ rồi, thôi kệ đi ha. Lâu quá. Bây giờ mình đi cắt tóc đi. Đó, đổ xe ngay ngắn đàng hoàng đó. Ăn mà không chi tàm tàm mày. Tao không ngờ mày lại tới như vậy. Coi chúng ta sẽ kiếm một cái kiểu tóc nào đẹp trai cho mày cậu. Trời. Chết đâu. Ủa. Ở giống như là ôi, giống như là vô đây nó bả làm cho mình mọc tóc lên vậy đó. Cắt tóc thì phải ngắn đi chứ đúng không? Rồi. Rất là ngắn. Free là thấy đẹp rồi. Free là đẹp. Rồi, free chơi luôn. Tới luôn bác tài. Đó. Thanks for stopping by. Ok. Má nhìn gơ không? Ờ, bắt xeo nữa. Rồi, vẫn còn nằm đó. Cái thằng làm biến. Ok, giờ mình đi đâu giờ ta? Ok, giờ chúng ta sẽ về nhà Michael đi. Michael, làm nhiệm vụ. Wow! Ghê chưa? Rồi, dở mặt. Mình lái xe hơi thì dở chứ lái xe máy là hơi bị ghê. Đó, thấy không? Ghê không ghê? Mém được cây luôn. Xàm. Rồi, ok. Gì nha. Đó, mặc đồ là áo vest đồ. Rồi, ôi trời. À là sáng là tối nữa. Sáng rồi, tối luôn đi đúng không? Sáng rồi, tối chi nữa, mệt. Mấy thằng con mất dạy mình giờ nó còn ngồi nó chơi game. Nào lượm đập. Jimmy. God damn. What the fuck you doing? Nothing. Really? Cause I keep hearing hermaphrodite this, suck cock that. Go away. Gì chơi vậy? What? You go chơi watch your linear entertainment. Go watch porn. Just go away. Shit. Bắn văng mấy con heo. What the fuck? Disrespectful little asshole. I can't believe you did that. That's my TV. You don't talk to me like that. I can't believe you. Mom was right about you. You don't know any better and you can't help it, but you're an asshole. Yeah, well, why don't you do something then?
Đó là một bài học dành cho các bạn nào mà chơi game nhiều sẽ bị ba má đập bể tivi. Nhiều đứa lì hơn là đập bể đầu mày luôn á. Đừng có xào chó. Sit there eating. Yeah, great. Còn mà đập đầu mà vẫn còn lì ngồi chơi là kiểu móc trứng cút ra xong đâm xuống ổ kiến lửa. Well, nothing says I love you like smashing my fucking TV. Nothing at all. I'm sorry. I just wish we could do things together. Yeah, what things? I don't know. Go for walks. Play ball. You know I have bad glands. Yeah. Bike ride then. Bike ride? You want to go on a fucking bike ride? Fine, fine, let's go on a fucking bike ride. A bike ride along Vespucci Beach? Okay, Dad, I got just the thing to show you. À, bây giờ thằng Ngọc nó nói kêu mình ra ngoài bãi biển á, lái xe đạp được. Yeah, you're lucky to even be allowed out of the house. Cái đứa mình như con heo mà leo lên chiếc xe đạp nghĩ sao trời. What the fuck? What's the big deal? Thiệt luôn á. If anything goes wrong, you can just fake your death and start all over. I'm going gray listening to this crap. Ai mà station change. You know, anh đi xe đạp. Oh, hell yeah. Thế nào? How am I meant to develop my own moral sensibility? Nói tưởng tượng cái yên xe đạp lọt giữa kẻ đứt của mày thôi là thấy quái. Đúng không? Push me. Seriously. Tự nhiên lên ngồi. Cái hả? Kẹp cái đứt nó vô yên xe rồi má mất kỳ. They just took receipt of your property with... Trời. Property with payment... Đèn đỏ mà dừng. If it was anything other than what you told me, then that's on you. All right. They fucking stole it. And who knows what they would have done if they found me. Bạn tưởng tượng giống như là or want them to get người ta chở heo đi bán bằng xe đạp vậy đó. Guys right off with my son? Look, I knew you were a bad guy, but... A bad guy. A crook, a killer, a thief, a liar. Tưởng tượng những cái hình ảnh đáng yêu như vậy. Ồ, xe gác gì năm? I always thought I was the good guy. God, xe gác chú bảy kìa. Chơi thiệt. If you're the good guy. Yeah. Anyway. I always knew you were the kind of person who didn't let other people chú bảy với gì năm hay chú năm với chị bảy gì đó đi đổi xe gác đôi. Yeah, well. Hắn bả chung nghề mà. That's me, Jim. And I've been trying my best to get things under control for the last 10 years. But that was an extreme fucking situation. And I had to act. A normal person wouldn't have done that. Yeah, well. I had to. Đã tới nơi. To protect you. Here we are, the bike rental place. Please don't shoot the bike rental guy out of like force of habit. I don't remember anything. Hey, you. Two bikes. Take your pick. Oh. Seriously, I woke up. Ồ, giờ cho chọn bike luôn. À, chọn xe đạp luôn coi. Ồ, chiếc này xàm nhất nữa. Ồ. No, thanks. Thiệt luôn, cái chiếc xấu nhất là mày giành đó. Ok, đua. Rồi, tao chạy trước. Tại vì tao ốm mày mập, mày phải chấp tao chứ. Đúng không? Không thể nào. Into the pier. All right. But if I beat you, you're gonna behave like a human being. Rồi hai cha con đua. Giờ nói ông Michael mà thua là ông phải mua lại cái TV mới cho nó. Còn ông mà thắng là thằng nhóc còn ông Jimmy á, nó phải hành động giống như con người, như là phải không có ngồi ở nhà chơi game nữa, bớt sống ảo. Imagine I'm a big juicy burger. Wow. Rồi mày chạy sao lại anh? Quá dữ luôn. Ui, ui lộn đường rồi. Ồ, không sao, không sao. Thấy ghê chưa? À, nếu mà chúng ta chạy nhanh quá là người ta sẽ mất máu luôn. Từ, giảm lại, giảm lại. Hết sức bình tĩnh, tự tin. Cô test si tin, một phong cách trẻ, một phong cách si tin. Ủa, nó đau mẹ rồi. Cái bà đi, mấy cái thằng con heo.
chạy chiếc xe đạp 80 năm chắc tới đích. Ồ, các bạn thấy hai chúng ta giống như chúng ta lái cực lực à, trên áo chúng ta ướt đẫm những giọt mồ hôi không, à, hay thiệt. Đồ ghê chưa, đồ ghê chưa. Tôi cố tình tôi nhảy qua cái ca gớt thôi của bà thôi, chứ không phải là tôi nhảy lên bà đâu. Kiểu tôi canh hay lắm. Đó không, tôi né ông thôi, chứ không phải là tôi hụt đâu. Đó, giờ chúng nè. Ồ, à, tới rồi, tới rồi. Ồ. Sao giờ chạy chiếc bát xe đạp Trần Châu là thấy quái. You know, this is real nice, Dad. Bonding, good times. Yeah, yeah, I'm giving it my best shot. Come on, we're having fun, right? You wouldn't know fun if it sat on your face. Ah, come on. I mean, why do I have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit? And why don't you stick your nose up Tracy's butt sometime? Because Tracy doesn't buy cars she can't afford so that thugs break in our house. Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht. Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV. You don't talk about your sister that way. Well, I'm sorry, but it's true. I mean, according to her Life Invader page, she's hanging out with producers and porno guys this afternoon. What are you talking about? Actually, it's all happening right out there. What? That boat that makes you sure like a refugee raft? Chị hay con em vậy đó. You know the kind of boat. The one that makes a young, impressionable girl drop her pants and spread her legs. Đi với mấy thằng mà sản xuất phim xét. You fuck. Dad, wait! Chiếc thuyền đó đó. Đó, giờ chúng ta phải đi qua bờ. Wow! Búm. Ô, một con cá đuối. Ủa, ủa. Ủa, bấm nút gì bơi lên ta? À, bấm nút xuống lại là bơi lên ba. Trời. Trời, cái bả kìa. Ui. À, đụng. Ê, sao sao? Ờ. À. Thấy mẹ, thấy mẹ. Phải cứt. Ok, giờ chúng ta phải bơi qua tới chiếc tàu đó đó. Chiếc tàu mới ghê. Vừa muốn nói chiếc thuyền, vừa muốn nói chiếc tàu. À, bấm tiếng dài để lặn xuống cùng. À, lặn xuống. Thôi lặn xuống họ chết luôn đó bà. Rồi chúng ta sẽ đi tới cái thuyền này để mà cứu con nhỏ Tracy. Tracy là con em. Con em con đó đi hả? Mình muốn biết là chị hay em. Đó, nó đang đi chơi với mấy thằng phim chết. Quái. Thank you. Trời, cái bả kìa. I'm a dancer. Yeah. Hey, man, change. Whoa. Plus, we're taking you out of here. Dad, you're embarrassing me. These are my friends. Yeah, you're embarrassing her, dude. They're shooting porno here. They shoot porno all over town. Mom rented our house to them last summer. That was what? Your house? Yeah. Man, you got a killer pad, Mr. Isn't it awesome? Let's go. Those walls can talk. You think I do it? Hey. No. Hey. Shit, hey, cool, Daddy. Man. What are you doing? Hey. Ah, fuck, man. Come. I like that. What's the problem? You're such a jerk. Come on. Dad, you dumbass. These guys are serious. Yeah, well, so am I. Who's causing the scene of my fucking boat? Oh, motherfuckers. Get on! Now! I'm about to skin you alive! Rồi chúng ta theo bên. Damn it! Go! À, chúng ta giống như là giờ tôi nói đuổi theo nè, chúng ta chạy nè. Mẹ bà. OMG, they're coming! Bà quất mày luôn, trời. Ngán gì? Daddy, you just killed him! Maybe he's just injured. If you say so, Trace. Pew pew! Tết nách. You killed them! Oh my god, this isn't happening! Just calm down. I did what I had to do. Oh. Let me take you back to your brother. Oh. Oh, giờ là thay vì chúng ta chạy là chúng ta quay lại chúng ta bắn rồi. Coi như xong nhiệm vụ tập hành.
You're an accessory to self-defense. Rồi, nó thấy cái giờ nó có dí mình đi chăng nữa. Cái thiền rất là hay. You did blow. Yeah, I did some blow and that might like... Nói chung là mình cũng giả bộ để mình tông, để tạo cái gì đó chút cái cứng thôi, chứ không phải là mình đã dở đâu. Hồi xưa mình cũng đua này hạng nhì không mà. Thì các bạn cũng đua biết là mình đua mấy người rồi gì. You're not missing anything. There won't be a trial unless you're on a trial for doing blow. After you ruined my day, stole my friend's shit, capped them, and I'm the one on trial? Đó, hay lại rồi không? Give me you, D-bag! You! You fucking asshole! He's the fucking asshole, okay? He smashed my TV, and he took me to the beach. The beach, with my skin. So what, you sent him out to spoil my day too? I didn't know that he was gonna come get you. I just told him where you were. You know, he got that crazy look in his eyes, you know, like he gets sometimes, and he just went. I'm getting a cab. Coming with you. How about I just drive us home? You ruined my life. Coi như hai đứa con không có chịu theo ông bố, phải không? Đó, phải cực. Message for me, get off your phone. Okay, giờ chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ chấm hỏi này. About as relaxing for you as it is for my wife. No, I don't want to sleep with you, and no, I don't care that I'm 39 and single. It doesn't worry me a bit. Easy. I'm not stressed out at all. Now go fuck yourself. Are you okay? Yes, I'm okay. Just fuck you, all of you. I'm on a run. Well, you seem a little upset. I could still run you into the fucking ground. Okay. Hey, I played high school football, all right, sweetheart. All state, QB. Whatever. Just don't have a coronary. Let's go. Whoa. À, giờ là đua với bà đó hả? Trời đất ơi. Okay, ma'am, boo, race you to the beach. Lit. I don't know who I'm more embarrassed for. Kiểu tao già nhưng tao không biết thua mày. Đi. For cardio. It's nè mày. How much gear do you need? I feel like I'm being chased by my creepy uncle. Phải cứ. Yeah, if your uncle was the same age as you mean? Although that would explain a lot. Fuck you! Why are you so angry? I'm not angry. I'm exercising. Trời. Má bà nội chạy dữ. So emasculating for you. Run on the road. Take that traffic head on. Yeah, I could have guessed you were one of those. Đu 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 đu. Trời, gì chạy ghê vậy bà nội? You make me feel well adjusted. Ôi phải cứ. No, no. You idiot. Thấy mẹ hết thể lực rồi. Không thể thua được, không thể thua được. Tao nhảy luôn, tao nhảy luôn. Ở cái gì mà đông vậy? Né mấy đứa! Né! Nước sôi! Nước sôi! Không dám bây giờ! Gà! Chết gà! You and my wife should hang out! Tao tắt rồi! Dễ gì quá! I thought I had issues, but you, you give me hope! Phát phát! Own you! My shrinks office is right near here if you wanna rồi rồi rồi, tao thắng chắc rồi. What the fuck? Cái gì vậy? Địch, tự nhiên té vậy? Too shabby, huh? Má thua luôn. Má xàm. If you hadn't taken that shortcut. Whatever gets you through it. Má phải cứt thiệt. My chest. Fuck me. Má tự nhiên đang chạy dấp chân té luôn. Thiệt luôn á trời. Tapering for a try. Nhỏ này đang chụp hình với con chó nè. Bắt trước giống mình gì? Mày hả con? Có gì đó sai sai. Thôi kệ đi. Chạy chạy chạy, bắt công, báo công an. Wow. Mặc áo vú đi biển hả? Điên. Mày coi tao nè. Mày coi tao nè. Mày chết luôn. Kỳ vậy ta. Có gì đó sai sai nữa. Thôi kệ đi. Giờ nó đang đưa mình vô bệnh viện cấp cứu á.
Lâu ghê. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Bắt con về chung vui hè. Giờ chúng ta tới chỗ chấm hỏi thứ hai, chúng ta làm đi. Cũng gần đây à. Car, lady. Hãy vô bệnh viện 2 lần. Vô chừng 10 lần nữa là bác sĩ khám miễn phí luôn. Hãy giờ khám mắc vải luôn, 300 mấy chục đô. À, mình đã tắt mấy cái radio luôn rồi. Mở mắt cầm dính bản quyền YouTube mà. Có mấy bài nhạc không cũng chi say rồi. Hiểm. YouTube đúng là hiểm. Không xe nhạc người ta gọi là hiểm chui đó, là hửi nói gì đó tự dịch đi ha. Trời ơi, xe người ta vô công viên thôi mà la thùm trời đất. Lạ quá hả? Ở Việt Nam người ta đi xe đạp vô chơi công viên. Excuse me, sir. Bình thường mà. Con chó dễ thương quá. What the fuck are you talking about? I am talking about a hotline straight to heaven. That this state makes illegal. Gì đây? Yeah, this is what I'm talking about. I don't give a fuck about reform. No, they rigged the vote. I saw the ballots. With, it's tức là gì ta? It's democracy at work, amigo. Kêu mình hút cần sa. Democracy can suck my fatty. Democracy only works when it lets intelligent people do what they want. This is tyranny by morons. Yeah, well, I got things to take care of in a little place called reality. You want to drive? Nah, I'm not a drug guy. This isn't bushweed. This is mana. And I grow it myself. No paranoia, no weirdness. A passport to nirvana. Fuck, give me this. Yeah, here, you'll hardly feel it. Yeah, I smoke all day and I'm fine. It's a pure, mellow high. But I do get concerned about the monsters. Yeah. I mean... I'm sure they're nothing serious, rồi, but I never let them get... À, các bạn nhỏ xem cái này đừng có bắt chước hút ba cái cần sa này rất là hại nha. Các bạn chỉ nên chích ma túy thôi. Các bạn hiểu không? Nó rất là hại. Hút cái này là nó chết, nó sẽ độc. Ghê lắm. Hút ma túy nó đỡ hơn. Nó chết lẹ hơn. Hút xong ma bắn gì tùm lum vậy trời. Biến cả gì alien người ngoại tinh đồ nhóc trơn nè. Chưa từng thấy con người ngoại tinh nào mà gớm như tụi bay. Đầu người ngoại tinh mà như đậu cu vậy trời. Tao tròn vậy cho ai vậy. Cái gì vậy ta? Má ăn dí bắn hoài luôn hả trời? Ô lên shooting skill luôn. Ta bắn dữ hơn. Máy gần được 100 rồi. Má skill là chắc bắn ghê lắm. Bắn là xúc là thấy chân cút luôn. Ủa? Đó nè. À, còn mấy con bên bản đồ. Ngưng quanh tên đầu khu. Tiêu gì đâu cô, bắn đâu cô. Chưa hết nữa. Nhiều động dữ. Where are you fuckers coming from? Are we finished yet? Any more of you freaks out there? Hình như hết rồi đó. Ok. Oh, shit. Oh, feels so good. And after that, you see, the liquor companies push for continued prohibition, which is complete insanity. So I take it I can count on your support. The fuck just happened? What are you talking about? We discussed globalization, the state. Stay the fuck away from me. But it's a good cause.
hút quá xong tưởng tượng ra ba cái quỷ gì á, không biết mẹ nữa. Ghê thiệt. Ok, giờ chúng ta sẽ tới một cái nơi này rất là thú vị. Ê, xe gác bà Bảy. Oh, hello. Hello gì Bảy? Oh. Ôi, xe buýt. Chúng ta sẽ đi xe buýt nè. Xuống đi mày. Chúng ta chở một đống hành khách luôn. Bảo ông đứa vậy nè. Ok, giờ mình sẽ làm phước cho những người này. Mình sẽ đưa họ tới một cái chỗ gọi là thiên đường tình yêu. Đâu rồi ta? À đây. Vũ trường. Theo một cái thiên đường tình yêu. Ok, xuống đi mấy đứa. Xuống đi nè, đi này hay lắm nè. Xuống mày. Vô thôi à. Vô tao vô. Welcome. Have a good time. I'll break my foot off in struggle of pain, struggle of pain. Evil saints in my brain. Quá đã. Ôi nhỏ này đẹp nè. Uống ly that one, please. I'm a ride that ass to the dogs, come home. Oh, yeah. Đó. Ok. Ta sẽ vô trong đây. Ok, đi xong rồi giờ mình ra. Đó, mình không cho các bạn coi, mấy bạn có tức không? Dễ gì mà mình cho mấy bạn coi được. Bót bắt cái này mà có ba cái vụ đó lên YouTube là phá ban channel luôn. Khùng. Trời. Quá xàm. Giờ tới thằng tài xế nãy giờ nó đi bộ tới á. Nãy giờ trong lúc mình hưởng là coi như nó đi bộ nó tới nó lấy được cái xe buýt nè. Mày hả mày? Những cái người này không biết hưởng thụ gì hết. Còn mày nữa đi xuống đi. Ở đây chơi đi, để tao chăm sóc khách hàng đồ. Không biết gì chơi. Tao sẽ đưa họ tới một nơi khác nữa. Gọi là nó phong phú hơn, nó hấp dẫn hơn. Giờ đưa họ đi đâu ta? Còn 5-6 đứa thì trong xe. Hey, what the fuck out? Ồ, chúng ta có thể cướp mấy cái xe mà chứa tiền rồi đó. Xe tải chứa tiền, chúng ta lấy được cái tiền ở bên trong. Ôi, lại gặp chú Năm. Nãy gặp dì Bảy rồi chứ chú Năm. Xe gác ở đây chú Năm với dì Bảy là thầu hết luôn. Nguyên thành phố là có 2 chiếc xe gác thôi. À có lộn, có 2 hãng xe gác thôi. Hãng chú Năm và hãng dì Bảy. Chỉ với 2 hãng này thì các bạn có thể dọn được hết tất cả các gác ở thành phố Los Santos này. À. Cái gì vậy ta? Xe gì mà chạy trên đường nhảm? Mình nghĩ là các bạn nên chạy ở dưới lề đường để cho cái đường cho mình chạy thôi. Trời ơi. Đó. Hay lái ghê không? Khủng khiếp. Đi đâu giờ ta? À đi xuống đây nè. Oh bye bye. See you again. Rồi xong. Ôi trời. Trời như tàu ngầm vậy ta. Ai xuống rồi chui lên. Yes.
Thôi đi nha. Rồi chúng ta đi tới chỗ thằng Lester đi. Ok. Ok, chúng ta cuối cùng cũng đã tới được cái nhà của thằng Lester. Fuck you, Lester. You gonna let me in or what? Give me a minute. Chỗ nhà gì camera không vậy? I was wondering when you'd show up. I was mày quay phim chết mọi lúc mày lên. Guess you weren't very dead. You need my help. How do you know? Because you came here. Why else would you? I haven't been a good friend for you, Lester. I know that. And you're gonna make it up to me by doing whatever I ask. Or rather, I mean, I need something done, you need to know something, so why not help each other? I gotta make some dough. So you're back in the game? I guess. Look, Lester, about what happened before. Okay, well, Lester, I know you never mentioned my name. I know I'm not on any lists anywhere. I know you never betrayed me. As for you, you gotta figure that I never told anyone. That instead of gently decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink and a wife who don't love you no more. Yeah, well, since you put it like that... Hey, shut up a minute. I'm getting an iFind alert. That little college boy sack of shit, phony fuck. Who? Jay Norris? Yes. That fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat. I heard him say that he saved America. What, by outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic restricted access shit? Well, now it's payback time, you lying turd. What the hell are you talking about? You are about to get that white-collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here, take this fashionably retro weird for a 45-year-old man, but I cannot let go of the 1980s bag, and dress yourself up like a billionaire math genius with low-level Asperger's. You better be ready for the minor glitch of your repulsive pseudo-messianic life. Okay, Lester. Get out of here! Call me when you're ready. We are about to put the Darwinism back in social Darwinism. And brother, it is gonna be fun. You fucking kidding me? I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing soon. I'll find something. Just like the old days. giờ chúng ta sẽ tới cái chỗ mua quần áo. Để mà giống như là cải trang thành một cái đứa nhân viên IT á, để mà đột nhập vô cái văn phòng của thằng Jay Norris, là cái thằng mà Lester nó ghét, để làm gì đó. Thì xong rồi Lester nó sẽ nói với mình. Ok, giờ mình sẽ skip qua cái đoạn lái xe này, thì lái khá là xa, gần 2 cây số. Ta da, rồi chúng ta đã tới được cái chỗ bán quần áo đó. Cái shop này là bữa mình chấp cho mấy bạn nè. Ok. Excuse me, I got this interview at this tech company. I'm thinking I need something, I don't know, geeky, youthful. Lost your job and the world's moved on, huh? That's too bad. I didn't lose my job. Of course. Got too old, got outsourced. Same thing happened to my dad. Now you gotta fit in with a different generation. Hmm? What about a vest and some cargo shorts? Chúng ta không biết mua áo gì, giờ chúng ta sẽ hỏi nhỏ này. Áo gi lê. Fuck. Ew. Má, phải chọn áo này. Cái này là đỡ nhất rồi đó. Dignity aside, I think that might just work. Good luck at the interview. Goodbye. Rồi chúng ta sẽ tới Life Invader, cái văn phòng của cái công ty tên là Life Invader. Ok. What? Michael? I'm all dressed up. Now you want to run me through this thing? The prototype is somewhere in the Life Invader office. Find it and fit it with the device in your bag. They just gonna let me in? Why wouldn't they if you look the part? Hang around till someone opens the door and act entitled. Fine.
đó. Chúng ta muốn đột nhập vô thì phải chờ ai đó ra mở cửa thì chúng ta mới vô được. Rồi vô trong cái văn phòng thì chúng ta sẽ hát cho một cái điện thoại tên là Prototype. Rồi sau đó nó sẽ nói tiếp với mình. Ok, cũng gần tới văn phòng rồi. Nữa cái gì vậy ta? Cũng lại là chú Bảy và dì Năm. Ờ chú Năm và dì Bảy thôi, cái mẹ đi không phải. Mấy bạn ra ngoài đời đừng có nói xe gái chú Bảy dì Năm dì Ba, đấy, người ta đập chết luôn. Không đúng hãng của người ta. Nhiều khi thêm sáo sao ai biết được. Không có ai mà mặc cái đồ mà bựa nhân như này. Gặp con mẹ bán shop nữa, mẹ hướng dẫn vậy đó, mua đồ má có tâm thấy ghê không? Đi làm mà mới ghép. Oh, great. PM's pushing for more functionality. But we are maxed. I mean, if anything, we have to strip features, especially if we plan on releasing a fully priced update a year later. Oh my, you know, it's... Yeah, well, you know, you gotta do what you gotta do, you know? I mean, we're talking beta in Q4, maybe Q3. Look, milestones are one thing, but when design is changing its mind seemingly overnight, there's not much you can do about it. You know what I'm saying? My union allocated smoke breaks bought up, so... Wait a minute, do I know you? Yeah, I think so. IT temp, right? Yeah. You know, you gotta do something for me. You gotta put it in a ticket. No. I'd like to keep this one out of the database, if you know what I mean. Thằng này nó kêu mình vô tiếp theo nó, sửa dùm máy tính nó là... I'm turning consultant when we release. Consulting consultants. Xóa gì ta? Hi. Oh, hi. Chill out on the beanbag. Marcus will be right out. Oh, I'm gonna take a normal chair. I have có mấy cái máy điện tử nè. Là để lát ghé chơi. Here you go. If you guys let me use the OS I requested, this wouldn't be a problem. Gì đây? Ah, you've been hired on this PC. Got any antivirus software? I think so. Behind this junk on the left. Clicked an NSFW link, bro. Thôi ba cái gì vậy? Yeah, not safe for work, huh? You know, my son's computer runs into the same kind of problems. I'll close the pop-ups, see what I can do. Your son codes? Start him early, bro. You write your best stuff in your dreams. After that, it's just a hack job. And we scan. Scanning. Coi, chúng ta xóa virus giùm nó. You want a massage? Cause my hands are free. And that should do it. Why don't you try and keep things strictly safe for work from now on? Hey, have you seen the prototype in the demo room? When Norris announces it at the keynote, minds are gonna blow. Yes, they are. Rồi chúng ta sẽ tiếp cận cái máy điện thoại mới. Là giống như hãng này sản xuất giống như Apple mà chuẩn bị ra iPhone mới vậy đó. Thì hãng này nó ra cái prototype. Nó nhìn như iPhone 6 trời. Oh, nice. Nó giờ gài vô nè. Ok, giờ chúng ta sẽ rời khỏi cái tòa nhà này. Dude, when it blue screens again, you're my guy. Bye now. Sit. Foot bang, dig back. Cái ghế chơi điện tử chút xíu rồi. Come on, you're gonna have to learn the foot bang if you wanna get a job here, okay? Follow me. Okay. Oh. How's your air guitar? Some a-hole drank my effing hemp milk! There was a totally non-passive-aggressive note on it! If I drowned in your kiss, it's your fault what litter effing sees! Cái chỗ này. Ah.
À, cái chiếc xe này cũng dễ thương. Không, kiểu cái xe cổ luôn nè. Hey Michael, hold on. Doomed, I doomed you! Lester, the thing's in the prototype. I'm going home to watch the keynote. Teabag time, my friend! Lester, did you hear me? Are you playing that game? Yeah, sorry, the phone is rigged. Hey, what's your problem, you don't like shooters? They're all the same. Besides, you know me, I'm a movie guy. Classic Vinewood. Classic Vinewood ended 30 years ago. Now it's just superheroes, romantic comedies, and remakes, none of which interest me. Hey, I believe this country can still make interesting movies. There's no better way to define American life than a two-hour plot in which the hero looks good and defeats evil. Now, whatever you say, enjoy yesterday. Anyway, just call the device after he's unveiled it, and then we'll talk. Nói lên TV coi cái thằng Jay Norris đi. Ở chừng nào mà thằng Jay Norris á nó móc điện thoại ra thì chúng ta sẽ gọi cho nó. Không biết để làm gì. Chuyện kính đời. Nè Jay Norris nè. Quảng cáo điện thoại mới. Cái kiểu làm hư cái điện thoại cái gì. Hey. This company has come a long way since we started it in my parents' pool house in East Caraway. Today, you're about to witness a new phase. Full-on weapons grade red alert world domination. We have put a billion people's private data in the public domain, and we have milked every penny we could in the process. And we have one of the strongest workforces in the world. Thật không thể tiến được. Of only 14.4 years. That's not just impressive, it's revolutionary. Today, right here, we are about to make the next step. Prepare to witness the future. The Life Invader mobile device. Yes, we've invented something no one else has ever thought of. A small, personal, computerized device. Okay. Now you're going to stay docked 20... Oh, hold on a second. I think someone's trying to dock with me. Oh! Security! What the fuck? Jesus! Whoa! No, whoa! Đù vãi Lester! Đù! Má nó cài bom chổng luôn! Ghê thiệt! That was heavy. Are you watching the news? I don't have to. I'm watching the markets. I'll be trading pure alpha till close. All right. Hey, about that other thing. You know the score. Oh, yeah, absolutely. Let's do it. Put on a suit, look somewhat professional, and meet me at my warehouse off the LS freeway. Oh, and I'm about to email you a link for the exchange. You can put in some trades of your own. I'm trying to stay off the day trading. But maybe I'll take a look. Ở kêu mốt mà gặp lại nó thì mặc áo kiểu áo suit á, áo vest rồi đó. Ok, giờ đi ngủ phát. Quá thoải mái. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu các bạn thích video của mình thì nhấn like và subscribe. Ngoài ra các bạn hãy chia sẻ cho bạn bè của các bạn, vì đó sẽ tạo cho mình nguồn động lực để làm ra nhiều video khác hay hơn, vui hơn dành cho các bạn. Và làm những cái video GTA này á nhanh hơn cho các bạn. Và hơn nữa thì các bạn có thể dễ dàng tìm được Facebook của mình bằng cách gọi chữ Chris Devil Gamer hoặc là chữ Cẩm Nang Game Thủ vào phần tìm kiếm của Facebook, thì các bạn sẽ dễ dàng tìm được Facebook đó.
Bây giờ thì xin chúc các bạn một ngày tốt lành. Yeah. Má bựa. Man, that's a dude, dog. Your little nasty ass ain't picky, is you? Mang cho đực nữa mới ghê chứ. Thôi, chụp vậy không đẹp, chụp vậy không đẹp. He ain't gonna be able to walk. Đó. 2, 3.